cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Khảo sát mới nhất, Donald Trump chiếm ưu thế ở loạt bang chiến trường. Cố Tổng thống Ronald Reagan đã đưa ra lời tiên đoán chính xác 100% về nước Mỹ dưới thời Joe Biden. Công quân Hoa Kỳ sa thải giám đốc chương trình tên lửa hàng đầu. Rúng động, một nhà ngoại giao Mỹ chết trong phòng khách sạn ở Kiev, Ukraine, nghi bị ám sát và sau đây là phần tin chi tiết. Các cuộc khảo sát cho thấy Donald Trump đang chiếm ưu thế trước tổng thống Joe Biden ở nhiều bang chiến trường, có khả năng định đoạt kết quả bầu cử Mỹ. Cụ thể, theo Washington Post ngày 26 tháng 6, dẫn dữ liệu từ các cuộc khảo sát cử tri bảy bang chiến trường, cho thấy ứng viên Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước tổng thống Joe Biden ở các bang Michigan, Bắc Carolina, Nevada, Arizona và Georgia. Tổng thống Mỹ đang chiếm ưu thế ở bang Wisconsin và ngăn bằng với ông Trump tại bang nhà Pennsylvania. Bang chiến trường là những nơi cử tri không có truyền thống nghiêng về đảng Dân Chủ hay Cộng hòa. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể được định đoạt ở các bang này, với chênh lệch chỉ vài nghìn phiếu. Nếu tính trung bình tất cả những cuộc khảo sát cử tri trên toàn quốc trước thềm bầu cử Mỹ, ông Trump cũng đang chiếm ưu thế trước tổng thống Biden. Theo khảo sát của Hill, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 45%, còn của ông Biden là 43,8%. Khảo sát của Đại học Quinnipiac ghi nhận ông Trump được 49% cử tri ủng hộ, còn ông Biden là 45%. Trong một cuộc khảo sát do Washington Post thực hiện cùng Đại học George Mason về việc ứng viên nào sẽ bảo vệ nền dân chủ Mỹ tốt hơn, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump ở 6 bang chiến trường Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin là 44%, trong khi mức ủng hộ của ông Biden là 33%. Khoảng 16% người tham gia khảo sát nói không tin tưởng bất kỳ ai, trong khi 7% nói họ tin cả hai ứng viên. Cuộc khảo sát này cũng thăm dò nhóm cử tri mang tính quyết định ở các bang chiến trường, được xác định là những người từng bỏ phiếu vào năm 2016 hoặc 2020, cử tri chưa quá 25 tuổi, cử tri mới đăng ký bầu cử từ năm 2022, cử tri chưa có quyết định cuối cùng và cử tri đã đổi đảng trong giai đoạn 2016-2020. Các chuyên viên khảo sát ghi nhận 38% nhóm cử tri mang tính quyết định, tin tưởng ông Trump sẽ giúp nước Mỹ ứng phó tốt hơn trước những mối đe dọa với nền dân chủ, trong khi mức ủng hộ ông Biden là 29%. Khoảng 60% cử tri trong nhóm này thừa nhận họ không hài lòng với tình trạng hiện nay của nền dân chủ tại Mỹ. Gần 3 phần tư cử tri mang tính quyết định ở các bang chiến trường cho rằng ông Trump sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử nếu thua cuộc trong khi 33% cho rằng ông Biden sẽ có động thái tương tự nếu không thể tái đắc cử. Các đánh giá và khảo sát được Washington Post công bố trước thềm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa ông Trump và ông Biden kể từ năm 2020, diễn ra vào 21 giờ ngày 27 tháng 6, tức 8 giờ ngày 28 tháng 6 giờ Hà Nội. Theo khảo sát được Đại học Quinnipiac công bố vào ngày 26 tháng 6, khoảng 73% cử tri Mỹ có ý định xem cuộc tranh luận Biden Trump trên CNN. Khoảng 16% cử tri nói họ có thể thay đổi lá phiếu tùy vào màn thể hiện của hai ứng viên trong cuộc tranh luận. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ đang tồn tại quá nhiều vấn đề, mà hầu hết các vấn đề đều xuất phát từ một điểm, sự yếu kém của ông Tổng thống và chính quyền đương nhiệm. Thật sự, Joe Biden với hơn 3 năm cầm quyền đã tạo ra một mớ hỗn độn không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới. Hơn thế nữa, Ông ta cùng đám thổ phỉ cánh tả sẵn sàng diệt trừ bất cứ ai có ý định đe dọa đến chiếc ghế tổng thống của ông ta bằng cách sử dụng quyền lực để điều khiển bộ tư pháp, hạ bệ đối thủ chính trị của mình. Trong chương trình The Chris Sacedo Show trên Newsmax, Chris Sacedo đã nhắc lại một bài diễn văn của cựu tổng thống Ronald Reagan và bình luận về hệ thống tư pháp hai tầng tại Mỹ hiện nay. Sacedo nhấn mạnh sự khác biệt và bất công trong cách chính quyền Biden đối xử với người dân đặc biệt là sự đối xử thiên vị với cựu tổng thống Donald Trump. Trong bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của mình, Ronald Reagan đã chỉ ra vấn đề cốt lõi đang ăn mòn giấc mơ Mỹ vào đầu những năm 1980. Trong cuộc khủng hoảng hiện tại, chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề của chúng ta, chính phủ là vấn đề. Reagan cảnh báo rằng, chính phủ đang trở nên quá phức tạp và quyền lực của đó đang vượt xa sự đồng thuận của người dân. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ liên bang không tạo ra các bang, mà chính các bang đã tạo ra chính phủ liên bang đồng thời cảnh báo chính phủ nên biết giới hạn quyền lực của mình sachedo nhấn mạnh dưới sự kiểm soát của đảng dân chủ độc tài hiện đây chính phủ đang cưỡi lên lưng người dân mỹ phá hủy quyền lợi cá nhân sự thịnh vượng và an ninh của họ ông so sánh tình hình hiện tại với thời Reagan khi mà đảng dân chủ được dẫn dắt bởi Jimmy Carter một người mà Reagan coi là một người đàn ông tốt nhưng chọn hướng đi sai lầm sachedo chỉ ra rằng ngày nay giống những người theo chủ nghĩa nhà nước đang sử dụng joe biden như một hình tượng với mục đích đình chỉ các quyền con người và tự do áp đặt sự cai trị toàn trị lên người dân một điều xúc phạm giá trị tự do ở xứ sở này sacerdo nêu bật những vấn đề mà người dân mỹ đang phải đối mặt tội phạm nhập cư bất hợp pháp và tình hình kinh tế những vấn đề này là kết quả trực tiếp của một chính phủ liên bang và một số chính phủ bang đã quyết định không tuân theo luật pháp và ý chí của người dân mỹ đồng thời những tiết lộ gần đây về sự can thiệp của phe cánh tả vào cuộc bầu cử năm 2020 đã làm giảm niềm tin của người dân vào một chính phủ ngày càng thù địch và không đáng tin cậy. Sachero khẳng định, cựu Tổng thống Donald Trump là nạn nhân nổi bật nhất của hệ thống tư pháp đã bị vũ khí hóa bởi đảng Dân Chủ cực đoan. Ông đeo ví dụ về vụ án ở New York, nơi mà Trump bị kết án một cách vô lý vì những hành vi mà Sachero cho là bình thường đối với bất kỳ nhà đầu tư bất động sản nào. Satchito cũng nhấn mạnh các vụ án khác như vụ của Alvin Brett ở New York và vụ án ở Georgia, mà bằng chứng rõ ràng cho thấy sự lạm quyền và tham nhũng của đảng Dân Chủ. Sachero kêu gọi người dân Mỹ nên bầu chọn những cá nhân sẽ khôi phục lại quyền lực hiến pháp thay mặt cho người dân, và cựu Tổng thống Donald Trump là một ví dụ, đồng thời kêu gọi kiềm chế chính phủ phi pháp bằng cách cắt giảm ngân sách của nó và khôi phục lại niềm tin của người dân vào lời hứa của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng người dân Mỹ có quyền đòi hỏi một chính phủ bị giới hạn bởi hiến pháp. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới đây, Không quân Hoa Kỳ đã sa thải Đại tá Charles Clark, viên chức chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel thế hệ tiếp theo. Tên lửa Sentinel được chỉ định thay thế tên lửa Minuteman III thời kỳ những năm 1970, tạo thành yếu tố trên bộ của bộ ba hạt nhân Washington. Đầu năm nay, Quốc hội đã tiến hành xem xét lại chương trình tên lửa sau khi chi phí tăng vọt ít nhất 37%, ước tính khoảng 131 tỷ đô la. Trong báo cáo về yêu cầu ngân sách tài khoá 2025 của Bộ Quốc phòng, Ủy ban khoảng cấp Hạ viện cho biết họ vô cùng sửng sốt khi biết về mức tăng chi phí lớn này. Các nhà lập pháp đã đồng ý dành 3,4 tỷ đô la cho chương trình trong năm tới, ít hơn 340 triệu đô la so với yêu cầu. Theo một tuyên bố của không quân Hoa Kỳ, Đại tá Charles Clegg đã bị cách chức giám đốc dự án Sentinel Sightum vào thứ Hai, 24 tháng 6, vì ông không tuân thủ các quy trình của tổ chức và sự mất lòng tin. Một phát ngôn viên của không quân cho biết, nhưng tuyên bố cũng phủ nhận rằng việc sa thải có liên quan trực tiếp đến quá trình đánh giá đang diễn ra của Quốc hội. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đang phải lý giải cho việc chi vượt mức và đưa ra các lập luận thuyết phục cho các nhà lập pháp phần lớn số tiền này là cần thiết để nâng cấp các địa điểm phóng và đường truyền thông tin hiện có. Quỹ ban quân vụ Thượng viện cho biết trong báo cáo ngân sách tài khóa 2024, chi tiêu cho chương trình tên lửa ước tính kéo dài gần 10 năm sẽ là một nỗ lực dài hạn và phức tạp, bao gồm mua bất động sản, xây dựng, phá dỡ và lắp đặt thiết bị và chứng nhận hạt nhân. Đầu tháng 6, ông Pranay Vati, trợ lý đặc biệt của Tổng thống và Giám đốc cấp cao về kiểm soát vũ khí đã tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden đã ban hành hướng dẫn triển khai vũ khí hạt nhân được cập nhật, có tính đến thực tế của kỷ nguyên hạt nhân mới. Nó nhấn mạnh đến nhu cầu sự phát triển và đa dạng của kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc và nhu cầu ngăn chặn Nga, Trung Quốc và Triều Tiên cùng một lúc, ông Vati cho biết. Thưa quý vị thân mến, Mỹ xác nhận một nhân viên ngoại giao làm việc ở Đại sứ quán Mỹ đã tử vong ở thủ đô Kiev, Ukraine, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 6, theo tờ Kyiv Independent. Ông Miller cho biết, Chúng tôi xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Mỹ, người làm việc dưới quyền của người đứng đầu phái bộ tại Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Theo thông tin đăng tải trên tờ Ukrainska Pravda, không có dấu hiệu bất thường trong phòng khách sạn và cái chết của nhà ngoại giao Mỹ dường như là do nguyên nhân tự nhiên. Bác công viên bộ ngoại giao Mỹ nói ông chưa thể cung cấp thêm thông tin liên quan đến vấn đề này. Trước đó, các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về việc phát hiện thi thể của một nhà ngoại giao Mỹ trong phòng khách sạn Hilton ở Kiev. Tờ Stryner đưa tin thi thể nhà ngoại giao Mỹ được tìm thấy vào lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 6 trong phòng khách sạn, không có dấu hiệu bạo lực trong căn phòng. Theo nguồn tin của Strana nhà ngoại giao Mỹ tới Ukraine vào ngày 15 tháng 6. Hồ sơ y tế do Đại sứ quán Mỹ cung cấp cho thấy, người này có tiền sử bị cholesterol trong máu cao. Ở thời điểm phát hiện thi thể, phòng khách sạn được khóa từ bên trong. Nhà chức trách Ukraine không thể khám nghiệm tử thi do phía Mỹ đã đưa thi thể đi, tờ New Voice Ukraine cho biết. Theo tạp chí Foreign Policy, Đại sứ quán Mỹ ở Kiev có từ 100 tới 200 nhà ngoại giao làm việc và một số nhân viên quân sự. Quy mô hoạt động như vậy được cho là không đáp ứng nhu cầu thực tế và bộ ngoại giao Mỹ có kế hoạch gửi thêm 40 nhà ngoại giao tới Kiev. Mỹ là quốc gia hỗ trợ Ukraine một cách đáng kể nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố không can dự trực tiếp vào xung đột, nhưng đã nhiều lần vớt lờ các cảnh báo của Nga, theo RT.